Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em đang có mặt ở đây và ghi hình một đôi bò cái 3B, một con là 3B đỏ bông trắng bông bông rúng và một con 3B đen. Đây hai con bò 3B. Con 3B đen này thì nó cũng bông rúng luôn, bông bụng nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò 3B này thuộc về dòng 1. Và hai con bò 3B này thì cái giá nó cũng mềm để cho bà con cô bác chúng ta có thể mua về chúng ta nuôi ha. Chúng ta nuôi vỗ béo cũng được mà chúng ta nuôi sinh sản cũng được ha. Đây. Con nghe nè dì ơi. Con lên chưa? Con đang ở nhà dì nè. Có đem đồ. Có, con có đem đồ gì nữa về đây dì nhận đi. Thấy không, chết mẹ rồi, giờ sao về được nè. Tiến Dì tới đây được không? Con quay chưa? con đang ghi hình rồi đâu gì chạy về đấy, con đang đây nè, đang quay phim luôn á. Chưa kịp mới chứ, khoảng nửa tiếng nữa được không? Bà đang hẹn với ai? Thôi, bác ơi, công chuyện ấy chứ hẹn ai con ơi. Trời ơi, con rồi rồi bà đi bà không nói ổng phải không? Trời ơi à, nghĩ sao mà bác ơi. Thôi Thì con nghĩ giờ ai thì mốt nữa mà hẹn hò thiệt tức tức. con thôi bà về đi, con có đem đồ với bà Trời ơi. nè. Lẹ đây, con đang quay phim. Dạ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem ha, cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, cái số điện thoại thì em để trên màn hình đây. Con 3B này với con 3B kia, hai con thì nó có cái giá là 32 triệu, mỗi một con có giá là 16 triệu cô chú anh chị và các bạn. Nè con này 3B đỏ nha, dòng 1, con này vàng rúng nè, vú nè, đù mấy cái con này nó mát sữa dữ lắm cô chú anh chị và các bạn. Đây nè, coi cái vàng vú của nó nè, nó thấy mấy cái vú đen đó không nè, coi 3B nè, nè con này cũng rúng dữ nè, thấy không, thấy cái vàng rúng không, vú nè. Đây chú anh chị các bạn cận cảnh đến từng cái vú cho bà con cô bác luôn ha. Lưng nè, lưng nè, không sấy nè, sấy chín nha, mặt nè. Đây nói chung là nó khá là nó dễ nè cô chú anh chị các bạn thấy không đó, em lại gần nó, nói chung là không có quen biết gì mà nó cũng vẫn thân thuộc, không có mà dãy không có gì hết. Có cái chị hai bên đó mới vô dây chị dãy còn hơn là gì nữa. Nhìn coi cái vàng dai nè, vàng dậu nè, trời ơi nó lạch phạch ha, xương nè, xương sóc nè, cô chú anh chị các bạn thấy không. Đấy nhiều khi bà con cô bác chúng ta không biết được con bò này xương bự nhỏ, mình nhìn mình coi mình biết liền ha, từ tay chân của em để vô so sánh để cho bà con cô bác chúng ta coi nè. Con rúng nè, nè thấy chưa, rúng lạch phạch luôn ha, vú nè. Đó, nói chung là con bò này khá là dễ của chú anh chị bạn. Vú 4 cái nha. Đây. Sái thì nghiêm chỉnh, coi cái lưng vàng lưng hết biết cái hoa nè. Cái hoa thối thần cái hoa không? Đó, mình quay thì mình quay, nói chung là mình quay cận cảnh những cái góc độ như nè, nhìn vàng dây lực của nó nè. Cô chú anh chị bạn coi nè, thấy không? Nói chung là em đến để em ghi hình thì bà con cô bác nhiều khi mình ở xa mình không biết được con bò này nó làm sao. Thì em là một cái người làm phim thì bắt buộc là phải quay những cái hình ảnh, những cái góc độ để cho bà con cô bác có thể thấy được toàn thể con bò đó. Mình thấy không, bò thì nó khá là lực, khá là đẹp, chân móng là móng sò nè, thấy không. Mình nhìn cái khoảng cách giữa cái chân này qua cái chân này là mình biết cái độ dây lực của nó như thế nào ha. Đây nè, những cái góc độ này mình đi coi bò chưa chắc gì mình biết luôn đó, mình thấy không, những góc độ này. Mình đi coi bò chưa chắc gì mình coi được những góc độ đó, đúng không cô chú anh chị các bạn. Nè bóng mồng luôn ha, 3B dòng 1. Con này lưng đôi vai đôi đùi đít khỏi chê rồi. Chiều cao khoảng 1m1 có hơn, tại phía xa xương khu nha. Còn cái bên đây cũng là một bạn nữ sinh. Lực vai lực nè. Nè cô chú anh chị các bạn, ta thấy không, vai lực nè. Nè những góc độ này có thể cho chúng ta thấy được cái độ lực của cái vai xương vai trước ha. Còn những cái góc độ này có thể cho chúng ta thấy được là con bò nó đẹp. Lưng đôi ha, đây mặt mày đó, mặt mày là khá là hay, dậu yếm nè, sái tiền bên cổ nè, nè sái tiền bên cổ ha, chân móng là móng sò. Đây rúng nè, rúng nè, thấy không, vú nè, có một cái vú đeo, hai cái vú đeo đó, bốn cái vú bự, hai cái vú đeo là sáu cái nha. Đó những con bò mà mấy cái vú, trời coi kệ đuôi thối thận kệ đuôi không, cái hoa nè hết biết cái hoa luôn. Con này hoa bự xương chậu rộng nè,
Đó, có dàn lưng nè. Thấy không? Rất là đẹp chú anh chị và các bạn. Dài nè. Mình máy khỏi chê, lông nhãn da sáng cực kỳ. Đúng nè. Đây là những góc độ bà con cô bác chúng ta đi coi bò nhiều khi chưa chắc gì chúng ta coi kỹ được như thế này luôn á. Đây là những góc độ phải gọi là cực kỳ là chính xác luôn. Để cho bà con cô bác chúng ta ở xa ha, nhiều cô nhiều chú anh chị ở xa đó nè, mình coi nè. Em đang có chuyến bò gom về Tây Ninh. Đây, của chú anh chị các bạn chúng ta coi ha. Em đang có chuyến bò. Em gom bò về Tây Ninh. Tảng Bàng, Củ Chi nè. Rồi cửa khẩu ngay chỗ Gò Dầu lên ta kêu cửa khẩu người ta Mộc Bài phải không? Mộc Bài. Mộc Bài. Bà con cô bác ở những cái khu vực ở trên có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em để em ghép xe về cho nhà tiền xe nha cô chú chị và các bạn. Đó. Thì khoảng một ngày dài tới thì em sẽ giao bò về cái hướng mà mình đi qua chẳng hạn như là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi em sẽ đi N2 lên Trảng Bàng. Rồi Củ Chi nè, rồi Gò Dầu nè, cửa khẩu Mộc Bài nè, Dương Minh Châu nè, nó đó là những cái vị trí mà em chuẩn bị em xuất phát. Và ngày hai tây đúng rồi, ngày hai tây ngày mai thì em sẽ có chuyến đi về Đồng Nai, Vũng Tàu. Đó, Đồng Nai, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì cô chú anh chị và các bạn ở gần xa, em sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho bà con có thể tiếp cận được cái nguồn con giống ở Ba Tri, Bến Tre. Và thông qua cái việc mà em ghép xe như vậy thì bà con cô bác sẽ nhẹ bớt một cái phần nào đó kinh phí vận chuyển, để chúng ta có thể sử dụng cái phần kinh phí nhẹ bớt đó ta mua thức ăn về cho bò ăn thêm ha. Đó, đó là những cái mà em muốn cập nhật cho bà con cô bác. Còn bò ở đây thì bò của chủ nhà em đến gây phim giùm thôi, nó sẽ có những cái đoạn phim, nó những cái dòng mà tâm sự hay là những cái ý kiến mà để đóng góp cho bà con cô bác chúng ta lựa chọn con giống với mức giá thành hợp lý. Thứ nhất, thứ hai là hình ảnh phải gọi là cận cảnh như thế này để chúng ta có thể lựa chọn ha. Rồi thì báo giá lại, đôi bò này có giá là 32 triệu, mỗi con có giá là 16 triệu của chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao, rồi em sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với cái nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Rồi chúng ta coi cái bò gì tiếp tục ha. Mình coi chiều cao như thế này, mình coi mình mua được không. Bò này thì em đoán nó dao động chiều cao tại cái xương khu này của nó là khoảng 1m12. Đoán thử không biết có chính xác không, để đo thử cái. Đoán thử mà đoán bậy chứ ta trừ chết. Chết cha rồi, sai rồi. Bò này tại em sợ lại con. Bữa nay tụi con đứng gì đâu mà con đứng yếu xìu vậy. Con này thì em đoán là sai lệch rồi cô chú anh chị các bạn. Con này nó dao động khoảng 1m08 mà cô chú anh chị các bạn ơi. Tại phía sau xương khu này khoảng 1m08 ha. Còn con đó thì này con này 08 thì con đó chắc cỡ 05 06. Ừ à. Con này 1m07 cô chú anh chị các bạn. Đó thì cặp bò này có giá là 32 triệu. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị các bạn đến nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri. Đến đây để ghi hình đăng bán một cái đôi bò đây cô chú anh chị và các bạn ơi. Trước mắt chúng ta là hình ảnh của hai con bò cái lai xin. À, hai con bò cái lai xin. Ở đây bà con cô bác chúng ta coi đi. Ha, qua cái hình ảnh thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được cái độ đẹp của con bò này. À thấy chưa, qua cái hình ảnh thì chúng ta có thể thấy được cái độ đẹp của con bò này. Chân móng của nó là bốn chân kiền đen nha. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thuộc dị dòng bô xin nha, bô xin. Đó, đây rất là đẹp chú anh chị các bạn ơi. Con bò này thì anh chủ nhà anh cũng nói thiệt là cái lúc mà nó đẻ ra được 2 tháng là hiện bây giờ là nó đang là 7 tháng đó. Đó. Đang 7 tháng bò ha. Thì nó bị viêm da nổi cục ha. Thì ảnh cũng nói thiệt để cho bà con cô bác chúng ta, nhiều khi á em lên em nói với bà con cô bác á thì bà con cô bác không có tin. Nó nói em nói dốc nói láo, nhưng mà thật sự đây là những cái dấu, những cái vết mà dạng như là hồi nhỏ nó bị á, rồi lớn lên nè.
nó khô lông, nó khô, nói chung là nó không có gì hết trơn. Mình coi cho kỹ đi. Cái dấu này á, là hồi nhỏ nó bị, lớn lên thì nó còn để lại mấy cái thẹo. Chú anh chị các bạn thấy không, nó nói để cho bà con cô bác người ta coi chỗ kỹ, chứ để mua bán nhiều khi mình nói thằng Út á, thằng này nó xạo đó. Ở đây thì hình ảnh nè, thì bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Em bán ở đây thì bán bò giùm cho người ta ha. Sấy nè, sấy tích nghiêm chỉnh, lưng dai thì nói chung là rộng đẹp, chân móng mặt mày thì đẹp nè. Mà con cái giờ cái giá nói ra không biết nhiêu đây, chút xíu nữa cái bắt đầu cái em cập nhật cái giá ha, mình coi cậy đuôi của nó đây. Đẹp không chú anh chị các bạn, rất là đẹp luôn, dầu yếm rất đẹp luôn. Kế bên đây con này cũng vậy đó, thì bà con cô bác cảm thấy ưng, vừa bụng vừa túi tiền thì cứ liên hệ với em nè. Mình coi nè, cặp bò này rất là xứng, hai con rất là đẹp nha. Cái này lông của nó nè, cái lông nó sấy thì sấy chín, sấy thì nằm ngay đây nè, nhưng mà dạng như cái kiểu lông của nó mẹ nó liếm á, của chú anh chị các bạn nè, mẹ nó liếm á, gì nó giống như sấy ngựa vậy. Nó đúng ra là sấy chín nè, thấy không, nhưng mà do mẹ nó liếm á đây thì nó hơi sụt sù cái lông ở ngay chỗ mu lưng. Chứ con bò này mình nhìn cấp mình nè, của chú anh chị các bạn ơi, dậu rúng nè, chân móng nè, đó thấy không, rất là đẹp luôn, rất đẹp đúng không. Bò này thì chiều cao tại phía sau xương khu này của nó thì nó dao động tầm khoảng từ 1m2 bò tại đây nè, khoảng 1m2 bò, còn đây thì nó khoảng dao động khoảng 1m12, 1m13. Mặt mày thì nó khá là nó dễ, con này thì điểm mi nha, con này thì điểm mi bên đây nè, thấy không. Bà con cô bác nào ưng thì muốn mua thì cứ liên hệ với em, bò này dễ lắm. Hồi nãy em vô mà em lại gần nó cũng dễ mến ha. Mua bò mình lựa mấy con bò dễ vậy nè, mình coi cái vàng lông mình của con bò này, cấp mình của nó nè, đẹp dữ lắm, đẹp cực kỳ luôn. Bò này bà con chúng ta mua về để làm nền này khỏi chạy luôn. Con này thuộc về cái dòng Bushin, dàn lưng với dàn dai của nó dữ, rồi hai cái giò đứng mình biết cái dàn dai cỡ nào ha. Nó thì nói chung á, thì ở đây thì chắc có lẽ là một số của chú anh chị các bạn chúng ta cũng là những người kỳ cựu trong cái lĩnh vực chăn nuôi này, mình nhìn bò là mình biết nó đẹp nó xấu rồi. Mình về nhìn dàn rúng cấp mình nó thể không có chê chỗ nào được đó. Cô chú anh chị cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Con thả đòn dài nè, thả đòn dài nè, thấy không, dai lực rúng yếm nè, bài bản luôn. Cặp này có giá 40 triệu, hai con 40 triệu nha. Đó, hai con này có giá 40 triệu nè, cô chú anh chị các bạn cảm thấy ưng muốn mua cứ liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình. Bò lưng dai nè, rất đẹp luôn đó, 40 triệu hai con, rất đẹp nha. Cặp bò này ưng ý dữ lắm, hai con cấp mình rộng ghê đó. Hai con bò này 40 triệu nha, chân móng khá là đẹp luôn. Bà con cô bác ai cảm thấy muốn mua đôi bò này thì cứ liên hệ với em ha. Từ chân móng hình ảnh thì em quay cận cảnh để cho bà con chúng ta khỏi sợ phải bị lầm luôn nè. Đó, rúng yếm, chân móng của hai con, quay phải quay chính xác, phải rõ nét. Cô chú anh chị mà các bạn cảm thấy thích cái chương trình của em và muốn mua đôi bò này thì chúng ta gọi ngay cho em, cảm thấy thích chương trình của em rồi chúng ta hãy đừng quên là ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi cập nhật những cái video hàng ngày. Một ngày em sẽ phát sóng 3 lần ha, 12 giờ trưa, 7 giờ tối và 8 giờ tối. Chúng ta canh giờ lên chúng ta coi. Thứ nhất, bà con sẽ có được những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thứ nhì là bà con cô bác chúng ta có thể lên đây tham khảo giá bò
cũng như là chúng ta lên đây giải trí, chúng ta lên đây chúng ta cập nhật coi cái hình ảnh của con bò này nó đẹp, hôm nay đẹp không, rồi giá cả so sánh với chỗ của mình coi giá này nó hợp lệ không, chiều cao con bò này, bò nay bự nhỏ, rồi em đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi luôn. Chúng ta thấy chúng ta ưng muốn mua đôi bò thì chúng ta cứ liên hệ với em. À, số điện thoại thì em để trên màn hình, còn ai muốn xin số điện thoại chủ bò cũng vẫn được. Tại sao? Bò này là em bán giá công khai, bán giùm cho anh chủ nhà nó ngồi trong ngóc bên kia. Em không có nói mà em kê giá lên hay là giá bán, nói chung là sẽ có những người, sẽ có những người nói là ừ thằng này nè, nó đi làm chương trình rồi nó kê giá lên nó bán, hay là nó sẽ lấy tiền của người này lấy tiền của người kia. Nhưng mà thật sự mình làm thì mình hiểu, mình không cần phải giải thích với ai. Tại sao giải thích với người ta cũng đâu đem lại kinh tế cho mình đâu, giải thích làm gì. Đây bà con cô bác chúng ta coi kỹ nha, bò này chiều cao tại phía sau xương khu của nó là 1m21, còn con này nói chung là hai con này nó còn cỡ với nhau đó cô chú anh chị bạn ơi. Đó mình nhìn coi, hai con bò cấp mình nó nói chung là nó rộng nó đẹp, thấy không, hai con bò cấp mình rộng đẹp rúng yếm rồi nè, lạt phạt khỏi chê chỗ nào luôn. Hai con bò 40 triệu thôi. Chiều cao 1m2, khó có mà kiếm được đôi bò như vậy. Rồi thì nãy đến giờ thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là giá cả hình ảnh để cho bà con cô bác chúng ta nắm rõ rồi. Ai mà cảm thấy thích chương trình của em hoặc là thích em làm những cái chương trình như thế này thì hãy đừng quên ấn một đăng ký kênh phía dưới để ủng hộ em. Cái đó là một cái hành động để ủng hộ cái tinh thần của em thôi, có thêm động lực làm nhiều cái video mới cho bà con cô bác ha. Không có mất 1.000 tiền phí nào nha cô chú anh chị và các bạn. Bấm đăng ký là chỉ để ủng hộ em thôi. Rồi thì bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.